Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ review cho các bạn về dự án Call Shadow ở trên bản white paper của dự án. Ngay đây là về phần thông tin giới thiệu white paper dự án, thì bản này thì dài khoảng 28 trang. Thì Call Shadow, đây là một nền tảng về giao thức cơ sở hạ tầng, siêu rich và thị trường quỹ đầu tư. Đây là một nền tảng có thể khởi động các quỹ thông minh. Nó là một giao thức để có thể mở rộng sự riêng tư cho bất kỳ rich nào, bao gồm cả rich chuẩn hóa mã tuân thủ. Đó là một giao diện thành quỹ thông minh trên Superdex. Đó là một thị trường các nhà phân loại để tiêu thụ quỹ đầu tư sản phẩm dịch vụ. Hiện nay thì thị trường này chiếm khoảng 85 triệu đô. Coinshadow sẽ là một thị trường quỹ đầu tư không tin tưởng đầu tiên trên thế giới đối với các loại tiền mã hóa. Và tương lai của ICO, đó là MVP trực tiếp ở trên Testnet. Coinshadow có thể đầu tư cùng với các nhà quản lý được chứng minh tốt nhất, không giống như các nền tảng cạnh tranh. Các quỹ đầu tư Coinshadow sẽ được quản lý mà không bao giờ gửi tiền cho bất kỳ ai. Phí quản lý quỹ và lịch sử hiệu suất là minh bạch và được chứng nhận trên blockchain. Đây là về phần thông tin mục lục của dự án. Thì thông tin về ICO này, công nghệ DAO, roadmap của dự án này và token trang thứ 10. Hiện nay thì dự án này thì đang có phân phối thông tin về token, đang trong giai đoạn token. Các bạn nên nhanh chóng có thể đầu tư nghiên cứu về dự án, bởi vì là trong giai đoạn token đấy thì số lượng thẻ cũng như là chi phí giá hoặc là phần bonus sẽ được khá là nhiều. Về ICO fund này, sẽ là phần thông tin khá là thú vị với phần gặp trên 100 return. Công nghệ nó sẽ là sử dụng công nghệ DAO. Đây là về phần bảng so sánh CoinShader với các công nghệ khác như là Etero này, Economy này, Covetting. Thì cái phần như là huy động 4 của CoinShader đều đạt được tất cả các chỉ số trên này, đạt được chỉ số tốt nhất. Còn các phần thông tin của các sàn đầu tư khác thì gần như là không đáp ứng hoặc đáp ứng phần số rất là nhỏ. Roadmap của dự án thì dự án này thì sẽ có phần testnet public ICO và kế hoạch sẽ bắt đầu vào quý 2 năm 2018. Với thông tin platform thì mainnet sẽ được kết thúc ngay sau khi dự án sale. Phần kế hoạch dự án đến quý 1 năm 2019. Để xem thông tin chi tiết hơn, các bạn có thể xem trên website coinshadow.com. Về đội ngũ team của Coinshadow thì đều tập hợp các thành viên có kinh nghiệm về sản phẩm đầu tư cũng như công nghệ blockchain. Thì ông Gary Benston là founder, tức là đồng sáng lập và kiêm CEO phụ trách. Thì ông đã tham gia vào phần công nghệ blockchain này từ năm 2011 với tính năng về tiền điện tử này và người đầu tư vào ICO. Ông rất là có kinh nghiệm làm việc Coinshadow từ năm 2017. Người phụ trách CTO đó là cô Eliza Sistimbuk. Cô thì đã có làm việc quản lý tại công ty DeFi Fantasy với hơn 150.000 user. Người phụ trách COO đó là Pasakara với hơn 7 năm kinh nghiệm về mảng DevOps, QA và hệ thống system của quản lý. Ngoài ra còn rất là nhiều các thành viên khác với số năm kinh nghiệm ở các lĩnh vực phù hợp với ngành nghề. Đây là về phần sơ đồ về giá trị của và số lượng đầu tư của dự án. Người đầu tư này. Đây là sơ đồ về số lượng người tham dự sẽ tăng theo giá trị của CoinShader. Đấy là một bảng so sánh về phần thông tin crowdfund, co-trading, Viva với co-trade Smart Euro khoảng 10 triệu đô trên ngày và trong thời gian đó là 1 năm.
về số lượng token sẽ có khoảng đó là 100 triệu số token được phát hành. Hiện nay một Ether sẽ bằng 500.000 COT. Head cap của dự án này sẽ là 10 triệu đô hoặc 20.000 Ether, tương đương với 20 triệu token. Và đối với dự án này thì yêu cầu không có nước Mỹ và Israel được tham gia và bắt buộc phải có KYC. Đây là về phần sơ đồ phân phối token. Sơ đồ số lượng token cho các nhà như là develop hoặc marketing như nào thì chủ yếu sẽ dành 25% cho marketing và 25% dành cho development, 10% cho quản lý và các phần thông tin khác. Trên đây là những thông tin về review bản white paper của dự án CoreTrader. Cảm ơn các bạn lắng nghe video và hẹn gặp lại.